Dạ, em xin được chào toàn thể mọi người ạ. Em đang có ít đồ để giới thiệu mọi người ạ. Để đặt hàng thì xin mọi người liên hệ em qua số điện thoại là 0388 480 747. Còn một số thông tin thêm về giao dịch thì mọi người quan tâm có thể tham khảo thêm trong phần mô tả của video được. Rồi, xin được đi vào chi tiết luôn. Tên là số 1, là cặp tốc vít Hono của Vercel. Đây, Vercel. Giá là 1.4. Giá vàng. Giá vàng này. Phần mũi đây này. Hai cây này thì cái mũi nó trừ là trừ 6, còn mũi số cộng là PS2. Này, mũi nó dài là 15 phân. Đó, nó dài 25 phân ạ. Rồi, cái số 1 này giá là 1.4. Số 1. Số 2 là cây tô vít đóng. Đây, cái này đầu vít sắt để đóng. Rồi, có vớ xeo luôn. Vớ xeo. Đầu P3, PS3 đó. Đấy, mũi dài 150 là 15 phân. Đây, giá vàng. Chấm này mũi dài 15 phân, cả đây là 28 dài. Cái này số 2 giá 120. Số 3 gồm có 3 cây tôi viết đóng cả. Cây này là BH1, đầu B, BH1, BH2 và BH3. Mũi thì còn rất là đẹp. Ba cây này. Cái này cán gỗ thì đầu nó không có 5 châm. Cái này là 7 phân rưỡi. Cái này 10 phân. Cái này là 15 phân. Chiều dài đây là 18. 17 năm. Đây là 22. Cái này là 28. Và cái này là của Vercel cả. Đây, với xeo. Cái này thấy đây trên thân này không? Rồi, bộ này bộ số 3. Bộ số 3 này giá 200. Giá 200. Rồi, số 4 ấy. Số 4 đầu điếu á, đầu. Cái đầu nó là đây là 4. 4 mini, 4 5 5 5 rưỡi, 6 7 8 9 và 10 ạ. Bọn này gồm có 8 cây. 8 cây của Vercel ạ. Đây Vercel làm hết trên thân.
xe mình điếu đó. Rồi, đây là bốn cây là cây số 4, số 5, 5, 5 và 6. Đây, 4 cây là 7, 7, 8, 9, 10. Rồi, bộ này số 4, giá là 320, gồm có 8 cây được. Số 5. Thì số 5 gồm có hai cây này là hai cây của vôi xeo đầu B. Đây, cây dâu cộng là B3, mũi dài 15 phân. Đây da bằng. Đây, cây này da bằng. Còn cây dấu trừ đây trừ 8. Cây này là mũi dài 15 phân, mũi dài 15 phân, chiều dài đây là 28 phân. Rồi, cặp số 5 này giá là 180 ạ. Số 6. 6 là một cây tô vít nhấn. Tô vít nhấn của vôi xèo. Giá đây là 23, 23 phân. Ra hết là 31, 30 năm. À, còn đầu đây đầu mũi BH1 rồi dẻo. Đào chiều đấy. Ok, khóa lại giữa đây. Xong khóa lại. Rồi, cây này số 6 ạ, giá là 190. Rồi. Rồi. 6. Rồi, số 7 là cây điềm địa Fujiya. Rồi. Fujiya made in Japan. Cái này 150 thì chiều dài nó được 16 năm ạ. Cái logo này thì nó đời đầu rồi, Fujiya đời đầu đấy. Logo. Không biết đi sao vào. Đây xem phần. Vân đằng vân nữ cạn. Cái này số 7 giá là 150. Cái số 8 ạ. Dạ vâng. Cái này nó dài 18 năm. Phần răng phần nơi cắt nữa.
rất là ngọt. Cái này số 8 ạ, giá là 180. Còn lành nặng cả. Cái này số 9 giá 230. Ui da, dạ vâng. Này chiều dài nó là 21 năm. Cắt rất ngọt. Rồi, cái này số 9 ạ. Số 9 giá 230. Mười cái kìm tút, tút dây. Nó vừa xèo đấy. Cây này thì vỏ nó bị rách đấy. Đây các nụ tuốt nó 0.5 này, 1.2 này, 1.5 này, và 2 chấm. Tuốt từ đây. Chốt nó ok. Rồi, cái này số 10. Cái số 10 giá là 190. Vỏ bị rách chút. Đây bên đây. Số 10. Số 11 là cái kềm mỏ quạ. Cái này còn nốt tơ 250. Cái này có đầu tôi biết dẹp đấy. Chiều dài 250. Đây phần răng. Cái này số 11 giá 140. Số 12. Cái này bị rỗ oxy đấy. Bu xe dấu dít đi. Đây, trên dài nó 250 luôn. Chiều dài là 25 phân. Rồi cái này số 12 giá 140 nữa. Số 13, cái này còn tốt, tốt ra bằng.
Đây thì nó dạng răng nhọn ạ. Thì con cá nó so mở ra. Phần răng bên đây. Cái này số 13 giá là 170. Số 14. 14 của sân cây. Sân cây. Đây thì nó dạng rãnh. Loại này dạng rãnh. Có là tất cả là 5 rãnh. Thì mà hết rồi. 33 ni. Là cái số 14 thì giá 170. Cái số 15 đây ai bị ạ biết đi nhập vào cái này thì miệng nó kẹp nhựa đó. Miệng có miếng nót mà nhựa. Loại này vẫn là không sử dụng cái miếng nhựa này thì tháo ra rồi bên trong nó vẫn có răng bình thường. Để em tháo là đây mình không sử dụng miếng nhựa thì tháo ra rồi bên trong nó vẫn răng bình thường. Này thì miệng mở rất là lớn đấy. Dùng thì ta gắn vào có con ốc cái thôi rồi. Rồi cái này số 15 giá là 108. Số 16. 16 là cái vòng mở độc nhất ạ. Phần răng nữa. Cây này thì nó mở được cái nọc có đường kính từ 75 đến 95 mm. Đây cái nọc ạ. Các bác lưu ý là cũng khi mở là ta gắn cái mở này ở dưới sát dưới đáy nhé. Đây, sát dưới đáy nó có cái phần này. Nó có cái phần giác để mở nó cứng. Chơi nhiều bác lại gắn vào gắn bên trên này. Gắn bên giữa trên giữa cái nọc thì nó móp nọc luôn. Này, gắn đây là siết là có thể nó móp nọc vào đó. Rồi. Đây, nắp ở dưới đáy thôi. Đó. Dưới đáy thì nó rất là cứng. Vặn vào, tháo ra thì lật ngược lại thôi. Lật ngược lại thôi. Đó. Rồi, đây nó có chiều mũi tên. Đó. Lật ngược lại nó vặn. Đó. Cái này số 16 á, giá là 140. Này, giá bằng. Cái chỗ này nó bị xét chịu. Bị chọc xì chỗ này.
Rồi số 16. Rồi số 17. 17 cũng giống vậy. Cái này thì không bị gì. Giờ vào. Rồi, 17 giá 150, nó cũng mở được, đọc từ đường kính từ 75 đến 95 mini. Đây, nhỏ nhất. Lớn nhất đấy. Loại này. Loại này thì nó lớn hơn, nó mở được đường kính từ 95 đến 115 đi. Đây logo nữa đấy. Đây ta chào vào. Cái này số 18 giá là 107, 95 đến 115 mini. Ngày số 19 là cây mỏ nết. Cây này 250 ở top ạ. 250 ở top. Miệng khít. Miệng rất đẹp còn nguyên ạ. Đây độ rơ nữa. Này rơ đến đây ít đi. Rồi loại này mở tối đa ra 30 ni. Giá số 19 là 160. Số 20 cái mỏ nết ra người MCC 250 mini. Phần răng rất là đẹp. Rồi, miệng mở tối đa gần 4 phần. Nó so nhé. Rồi, cái này số 20 giá là 190. Rồi, em xin tạm dừng phần 1 ở đây. Được.